Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Các bạn, mọi khi thì mình thường làm những cái video mà liên quan tới review và cảm nhận những cái vật họa cụ. Thì hôm nay mình đặc biệt làm cái video sẽ gợi nhớ đến những nỗi buồn của chúng mình. Đó là những sự khó chịu, những sự bất lực vá của dân vẽ. Các bạn vừa xem qua 4 cái tình huống mà tụi mình đã dựng lại. Và mình nghĩ rằng sẽ còn rất nhiều nữa những tình huống khác. Và các bạn thấy còn tình huống nào á, các bạn hãy comment bên dưới và mình sẽ tổng hợp lại. Và chắc chắn rằng mình sẽ làm một cái video về chủ đề này, phần 2 cho các bạn xem. Và mình cũng xin tạm biệt các bạn tại đây. Nếu các bạn thấy video này hay, các bạn cho mình một like, một subscribe và đặc biệt là chia sẻ video này giúp mình. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.